28 Tết kinh hoàng nhất lịch sử 5 người mất mạng sau câu chửi mẹ mày Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử giang hồ người nổi tiếng Bỏ học từ sớm vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó Hắn lao vào trò chơi chơi bời đỏ đen 18 tuổi 15 ngày tính tới ngày hắn gây ra một thảm sát đau lòng Những ngày gần Tết Đây cũng là vụ án kinh hoàng nhất trong ngày 28 Tết Tại tòa trái với cảm xúc của gia đình nạn nhân, Hắn tỏ ra ung dung bình thản. Kẻ cuồng sát này là ai? Tại sao hắn lại có thể ra tay tàn nhẫn với năm mạng người mà lại không hề run tay? Đây là một video kể lại và phân tích vụ án để chúng ta rút ra những bài học, ngăn chặn những sự việc tương tự trong tương lai, giúp sự ra đi của những nạn nhân có thêm ý nghĩa. Vụ án gần gũi với chúng ta và có tính chất tàn nhẫn rất cao. Vì vậy, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Xuống tay với 5 người trước Tết Sáng sớm ngày 9 tháng 7 năm 2018, bị cáo Nguyễn Hữu Tình, nghi phạm thảm sát cả 5 người trong một gia đình chủ nơi tình làm thuê tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh hầu tòa. Nhiều người thân của gia đình nạn nhân đã có mặt trước sân tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để dự phiên xử. Khi bị cáo Nguyễn Hữu Tình được cảnh sát tư pháp dẫn giải đến tòa, nhiều người thân của gia đình nạn nhân không kìm được bức xúc xông đến to tiếng khiến lực lượng bảo vệ phiên tòa phải rất vất vả ngăn lại. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của kẻ sát hại người không ghê tay. Tên đầy đủ Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000, quê quán An Giang, tiền án tiền sự tử hình. Được biết cha mẹ của Nguyễn Hữu Tình quê gốc ở huyện Trợ Mới tỉnh An Giang, sau khi cưới nhau thì những năm đầu thập niên 1990, họ về xã Châu Lăng huyện Chi Tôn tỉnh An Giang mua khoảng 6 đến 7 công đất để làm ruộng. Ngoài chuyện lo ruộng dẫy thì ba của Tình còn đi thu gom trái cây cho vợ chạy ra chợ thị trấn buôn bán. Họ sinh được hai người con, Tình là con út nên nhà nghèo nhưng vẫn được cho ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên khi bắt đầu từ năm lớp 6 tình đua đòi ăn chơi, xa đà vào game cùng nhóm bạn xấu, thời gian tình thức xuyên đêm ở các tiệm internet còn nhiều hơn thời gian học. Cha mẹ nam thanh niên khổ tâm và nhiều lần khuyên bảo, thậm chí phạt đòn để dạy dỗ. Tuy nhiên nam thanh niên không thay đổi, thậm chí còn bỏ nhà đi bụi nhiều ngày liền. Khi lên lớp 7, tình vừa học vừa bán vé số. Tuy nhiên nhiều lần ham chơi game, tình sai hết tiền, rồi nướng sạch cả tiền gốc của đại lý vé số cha mẹ của bị cáo tình từng phải nhờ công an xã vào cuộc đề nghị được đưa con trai đi cải tạo nhưng không được. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2017, tình được ông Mai Xuân Trinh, 47 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nhận vào làm công ở xưởng inox của gia đình nằm trong hẻm 131 đường số 7, KP8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tình được gia đình ông Trinh bao ăn ở tại nhà với mức lương 4,5 triệu đồng trên một tháng. Do ham chơi lại nghiện game nên tình thường về rất khuya, những lần thấy người làm giờ giấc thất thường, vợ ông Trinh là bà Mai Thị Hồng thường của trách. Gần Tết 2018 trước khi cho các công nhân ở xa về quê đón Tết, gia đình ông Trinh tổ chức Tất niên. Chiều 27 Tết, ngày 12 tháng 2 năm 2018, gia đình ông Trinh làm bữa cơm cuối năm, tình cùng các bạn làm trong xưởng đến ăn uống rất vui vẻ. Trong bữa ăn tình nói với bà Hồng muốn ứng 5 triệu đồng về quê và muốn mua lại chiếc laptop của gia đình. Bà Hồng không đồng ý cho tình ứng tiền vì lương thưởng cuối năm, vợ chồng bà đã trả đủ. Bà Hồng cũng không đồng ý bán máy laptop vì thằng tình đã nghiện game, mua máy chỉ có chơi cả ngày. Tàn tiệc những người làm công trở về xưởng ngủ, riêng tình xin ngủ lại nhà chủ và được đồng ý. cuối cùng ngày tình thức giấc, nghe vợ chồng ông Trinh nói chuyện từ phòng trong vọng ra về việc tình cày game ban đêm, ngủ nhiều ban ngày lời làm việc. Tình bực tức và nảy sinh ý định sát hại gia đình ông Trình. Nghĩ là làm, tình chờ đến dạng sáng ngày 13 tháng 2 tức 28 Tết, thì thức dậy, ném viên bi sắt xuống dưới sàn nhà nhằm gây tiếng động. Quả nhiên bà Hồng giật mình thức giấc và la. Mày giờ này không ngủ thì để cho người ta ngủ. Mày biết giờ này mấy giờ không? Mày muốn về quê thì về đi. Nghe lên tiếng, tình liền rút con dao xếp đã chuẩn bị trước đó lao tới tác động bà Hồng tới tấp. Dù bị thương nhưng bà Hồng vẫn cố bỏ chạy xuống tầng trệt và hô hoán, Ông Trinh nghe tiếng vợ nên chạy ra đứng ở cửa phòng ngủ thì bị Tình dùng dao tấn công nhiều nhát vào người, gục tại chỗ. Vẫn chưa hả giận, Tình còn xuống tay sát hại ba người con của vợ chồng ông Trinh. Trong lúc ra tay do các nạn nhân chống cự khiến tay trái của Tình bị thương, Tình đi xuống bếp tìm cách băng bó vết thương và quay trở lên trên nhà. Lúc này Tình phát hiện bà Hồng còn cử động nên dùng dao tác động thêm ba nhát cho đến khi nạn nhân bất động. Sau khi gây án, Tình lục tìm tài sản nhưng không mở được két sắt nên đã lấy điện thoại di động, laptop, nữ trang và xe máy của gia đình ông rồi bỏ trốn. Sáng 30 Tết, một người quen đến nhà giao nồi thịt kho cho bà Hồng đặt để ăn Tết. Thấy có dấu hiệu khả nghi nên hô hoán, bà con khu phố cùng lực lượng chức năng đã phát hiện vụ việc. Sau 3 ngày gây án, trưa ngày 16 tháng 2, tức mùng 1 Tết, tình bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà một người bạn tại Long An. Vì một câu chửi, gây ra thảm sát. Tại phiên tòa, bị cáo tình hết sức bình tĩnh, lạnh lùng, trả lời nhát một bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đúng như bản cáo trạng truy tố. Nhìn gương mặt bị cáo trông rất hiền từ, nhưng ẩn chứa sự lì lợm. Dù mới hơn 18 tuổi mấy tháng, nhưng bị cáo nhỏ con và trông non nớt đã ra tay hết sức tàn bạo, cướp đi toàn bộ mạng sống của một gia đình gồm 5 người, trong đó có ba nạn nhân còn rất nhỏ. Nói về nguyên nhân dẫn đến gã ra tay sát hại toàn bộ gia đình gia chủ. Tình lạnh lùng vì rất ghét những ai chửi B mẹ mày và bị cáo đã nhiều lần nhắc nhở bà Hồng không được chửi bệnh như vậy, nhưng bà Hồng vẫn thường xuyên chửi bị cáo. Bị cáo sát hại chồng bà Hồng là do sợ bị ông Trinh tấn công, còn sát hại các cháu là vì sợ bị tố cáo. Bị cáo tác động nhiều nhát như vậy vì rất tức giận. Chủ tọa hỏi, bị cáo thấy hành vi của mình thế nào? Tình nói, bị cáo có ân hận nhưng bị cáo không thể mô tả sự ân hận của bị cáo được. Phía đại diện gia đình bị hại đều đề nghị hội đồng xét xử xử theo pháp luật. Sau khi nghị án hơn 13 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2018, hội đồng xét xử đã tuyên án. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo tình là mất hết tính người, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã ra tay tàn độc với 5 mạng người, trong đó có 3 trẻ em. Điều đó có thể hiện bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người tốt, mà cần phải tuyên loại vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Từ nhận định đó, hội đồng xét xử tuyên bị cáo tình mức án tử hình về tội sát hại người và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Hai tiếng tử hình vang lên từ đề nghị của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa. Bật ra, bị cáo ngã về phía sau mấy giây, mặc dù đây là mức án có thể dự đoán trước, kể cả bị cáo. Để rồi khi nói lời sau cùng, bị cáo rất bình tĩnh, danh giọt nói từng tiếng một. Thật chậm chạp trước hàng chục ống kính máy quay, máy ảnh, trước tất cả mọi người trong phòng xử. Mặt anh cha chỉ thoáng giãn ra, một chút cảm xúc được biểu lộ khi được nói lời sau cùng. Chất giọng vẫn thong thả, Tình gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và cha mẹ mình vì những gì đã gây ra. Nam thanh niên 18 tuổi cũng xin được hiến tặng cho y học để đền đáp lỗi lầm, để ra đi thanh thản hơn. Trước hết tôi xin lỗi gia đình bị hại vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi mà gây ra hậu quả lớn như thế. Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi ba mẹ vì đứa con chưa trả hiếu được cho cha mẹ. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ mà con trai trả giá bằng mạng sống của mình. Tình gửi gắm lời xin lỗi đến cha mẹ, dù biết họ chẳng thể nghe thấy. Suốt phiên xử từ sáng đến tận trưa, ai cũng dõi mắt tìm kiếm hình bóng người thân của bị cáo. Không có. Theo lời luật sư thì mấy tháng bị giam, tình cũng không được ba mẹ vào thăm. Ngày xảy ra sự việc đau lòng, ông nội bị can tình nói, đau lòng cho tình ít, đau cho cả nhà nạn nhân là rất nhiều. Tình có 10 mạng cũng không bù đắp được tội lỗi. Khi nó bị tử hình, gia đình dứt khoát không nhận xác về trôn. Rồi hắn sẽ phải đền tội bằng cả mạng sống như một sự trừng phạt cho tội ác dã man đã gây ra. Nhưng với những người thân của nạn nhân thì nỗi đau vẫn chưa chấm hết sau phiên tòa và ngay cả khi kẻ thù ác đã đền tội. 28 Tết kinh hoàng nhất lịch sử, năm người mất mạng sau câu chửi <laughs> mẹ mày khi chúng ta chăn trở rất nhiều. Các bạn có suy nghĩ gì về đối tượng này? Hãy để lại comment ở phía dưới cho PKT được biết. <laughs> Cảnh báo sau án tử hình trong vụ án Điện Biên Tết năm 2019 <laughs> Xin chào các bạn, hôm nay PKT sẽ chia sẻ với các bạn về một vụ án đặc biệt đầy ly kỳ với nhiều bước ngoặt và tình tiết không ngờ Mà có lẽ nếu chuyển thể thành phim cảnh sát hình sự thì đây chắc chắn là bộ phim được nhiều người quan tâm không khác gì hiệu ứng phim người phán xử ngày xưa các bạn ạ Đó không là gì khác chính là vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên vì sao vụ án mới xảy ra mình lại kể cho các bạn? Nhiều người có lẽ đã đọc rất nhiều mẫu tình tiết liên quan đến vụ việc này. Vậy nhưng, chính vì cái lý do có quá nhiều các câu chuyện xung quanh làm cho mọi người bị dối trí. Vì thế mình muốn tóm gọn lại vụ việc để các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu về nhân vật chính trong vụ án này. Đó là một cô gái tên Duyên, sinh năm 1997, là sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Vào dịp Tết năm 2019, Duyên được nghỉ để về thăm gia đình tại Điện Biên, nơi gia đình cô kinh doanh việc bán gà. Trong những ngày nghỉ Tết, Duyên giúp đỡ mẹ trong việc giao gà. Tuy nhiên, vào ngày mùng 4 Tết, Duyên ra đi nhưng không trở về, khiến gia đình lo lắng và báo công an. Cảnh sát nhanh chóng tiếp nhận thông tin và bắt đầu điều tra. Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng chờ đợi mà vẫn không thấy Duyên trở về, gia đình quyết định báo công an. Điều này khiến cơ quan công an phải nhận thức rằng Việc mất tích của Duyên là rất bất thường, đặc biệt là vào đêm giao thừa. Phía công an thành phố Điện Biên phủ ngay lập tức cử một tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự điều tra. Cùng lúc đó, hơn 300 người dân địa phương phối hợp với tổ bảo vệ dân phố và lan tỏa ra các hướng để tìm kiếm thông tin về Duyên. Tuy nhiên, mọi nỗ lực không mang lại kết quả và đến sáng mùng 1 Tết, không ai có thông tin về Duyên. Vụ án trở nên phức tạp khi vào sáng mùng 3 Tết, người dân phát hiện xác của Duyên tại một ngôi nhà bỏ hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Kết luận sơ bộ của cơ quan điều tra là Duyên đã tử vong khi bị tác động vào cổ. Sáng mùng 3 Tết, cả nước biết việc Duyên bị sát hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ Vương Văn Hùng, một trong những người đầu tiên tiếp xúc với Duyên qua việc đặt gà. Hùng nhanh chóng nhận tội và đưa ra thông tin về các đồng phạm khác. Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm tất cả đều nghiện ma túy và đã thực hiện hành vi đáng kinh tởm từ bắt cóc, làm chuyện đôi bại đến sát hại nạn nhân. Cụ thể, theo lời kể, hành động của các đối tượng chi tiết như sau. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, tức ngày 27 Tết, tên Bùi Văn Công đã rủ Vương Văn Hùng gian cảnh để cướp tài sản của Cao Mỹ Duyên. Đến ngày 4 tháng 2 năm 2019, Hùng có ra chợ hỏi mua gà để làm quen Duyên và xin số điện thoại. Đến chiều tối cùng ngày, Hùng gọi điện yêu cầu Duyên giao gà cho mình đến một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đổi độc lập. Khi Duyên đến nơi thì Hùng đã lấy đoạn xích sắt của côn nhị khúc để siết cổ nạn nhân, khiến cô bất tỉnh. Sau đó hắn lôi nạn nhân vào trong nhà, gọi điện cho công đến. Nhận được điện thoại, công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đến. Cùng tối hôm đó, cả ba tên thay nhau rồi cho đôi bại với nạn nhân. Sau khi đã chán chê, chúng đưa Duyên lên xe tải của công và chở nạn nhân về nhà của tên này. Xe máy của Duyên và lồng gà thì Hùng mang đi phi tàng. Đến sáng ngày 6 tháng 2 năm 2019, Hùng cùng Lương Văn Lả đến nhà công chơi. Tại đây chúng tiếp tục thay nhau làm chuyện ấy với nạn nhân trên thùng chiếc xe tải. Sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, năm tên đã họp bàn sát hại cô gái để bịt đầu mối. Tới đêm cùng ngày, Hùng và Công lấy xe tải chở Duyên đến khu vực Nghĩa Trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, Công đã dùng phần xích trên chiếc côn tác động vào cổ khiến Duyên tử vong. Sau đó, chúng lại đưa nạn nhân đến ngôi nhà hoang để có thể phi tang. Xong xuôi, chúng quay trở về bàn kế trốn tội. Và để trốn tội, chúng đã thực hiện một hành vi khá tinh vi. Đó là chúng nhờ một người thứ sáu tên Bùi Kim Thu, vợ của Bùi Văn Công, theo như kịch bản thì Thu sẽ là người vô tình phát hiện ra Duyên tại căn nhà và báo cho công an. Điều này nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thực chất Thu đã biết toàn bộ sự việc từ lâu. Chính vào cái đêm 30 Tết đó, khi Thu đi về nhà đã tận mắt thấy Duyên bị trói nằm trên giường của nhà mình. Nhưng mà khi hỏi công thì bị hắn chửi không phải việc của mày, im mồm đi. Nghe vậy Thu không nói gì nữa và đi ra. Tới tối ngày 6 tháng 2 năm 2019, Thu tiếp tục chứng kiến chồng mình cùng đồng bọn thay nhau làm chuyện ấy với Duyên ngay tại phòng khách nhà mình, nhưng vẫn như trước, Thu lại im lặng coi như không thấy gì. Đêm hôm đó Thu cũng đã nghe và chứng kiến toàn bộ hành vi dã man của đám tội phạm. Nhưng không những không trình báo, Thu còn hỗ trợ rửa thi hài Duyên nhằm xóa dấu vết ADN để giúp chồng và đồng bọn trốn tội. Sau khi phi tang nạn nhân thì Thu hóa thân là một người hùng, giả vờ như phát hiện ra Duyên và báo cho cơ quan chức năng để đánh lạc hướng. Mặc dù thực hiện đúng chức năng của mình Cũng như đóng các màn kịch khá tốt Thế nhưng lưới trời lông lộng Thừa những khó thoát Đâu có dễ dàng qua mắt được con mắt của cơ quan điều tra Vào ngày 20 tháng 3 năm 2019 Bùi Kim Thu đã bị khởi tố bắt tạm giam Về hành vi không tố giác tội phạm Cùng với Thu trong quá trình điều tra Cơ quan công an còn bắt được ba tên khác Lần lượt là Vi Văn Toán Phạm Văn Dũng Cầm Văn Trương Tất cả những kẻ này đều là đồng phạm với năm kẻ trước đó chỉ là bây giờ chúng mới bị khai ra, mới xuất đầu lộ diện mà thôi. Như vậy là đã bắt được tổng cộng 9 kẻ tội phạm trong cùng một vụ án này. Các bạn biết gì không? Hóa ra câu chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó. Đây không đơn giản là một vụ bắt cóc đoạt mạng người thông thường, mà ẩn đằng sau là một câu chuyện dài. Và câu chuyện này lại liên quan tới mẹ ruột của Duyên. Theo kết luận của cơ quan công an thì căn nguyên vụ việc này lại bắt đầu từ năm 2009, tức là 10 năm trước đó và thời điểm đó thì Vi Văn Toán đã bán cho bà Nguyễn Thị Hiền, tức mẹ ruột của Duyên hai bánh heroin với giá là 300 triệu đồng. Nhưng chưa kịp lấy tiền thì Toán đã bị bắt trong một vụ án ma túy khác. Đến khi Toán ra tù mới tìm đến bà Hiền để đòi tiền nhưng mà không được. Sau đó hắn mới liên hệ đến Vương Văn Hùng là bạn quen trong trại giam, nói rằng nếu như mày đòi được tiền hộ tao thì tao sẽ chia cho mày một ít. Thời điểm đó thì tên Bùi Văn Công đến mua ma túy của Vị Thị Thu, vợ Toán. Tại đây, Công nói bà Hiền cũng nợ hắn chút tiền bán ma túy. Từ đây nên tên này mới lập một nhóm bắt cóc con gái của bà Hiền là Duyên nhằm chuyến đạt tài sản cũng như ép bà Hiền phải trả tiền. Theo những lời khai của nhóm này thì bà Hiền ngay từ đầu đã biết rằng con gái mình bị bắt cóc bởi ai. Thế nhưng cố tình không khai báo với cơ quan điều tra Và chính điều này đã dẫn đến cái chết thương tâm của Duyên Và với những tình tiết mở rộng này Thì cơ quan công an đã khởi tố thêm một vụ án khác là vụ án buôn bán tảng trữ trái phép chất ma túy giữa bà Hiền và các đối tượng trên đây. Thực sự là một vụ án cực kỳ nhìn nhàng. Tại vì ngay từ lúc đầu, bản chất của nó là vụ án cô gái giao cả thế nhưng mà nó lại kéo theo thêm một vụ án nữa không nói đến mẹ Duyên nữa mà quay trở lại trọng tâm là vụ án nữ sinh giàu cả. Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, trong đó đặc biệt có đến hai lần cơ quan điều tra phải khai quật nạn nhân lên để khám nghiệm lại. Vâng, các bạn không nghe lầm đâu ạ, là hai lần liền nạn nhân được chôn xuống rồi lại bị đào lên để khám xét. Thật chua sót cho Duyên phải không quý vị? Vụ án này đã được xử lý xong rồi. Nên là mình sẽ đi luôn đến cái phần kết luận cũng như là phần hầu tòa của những tên tội phạm Từ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2019 Thì Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở một phiên tòa sơ thẩm Vụ án nữ sinh giao gà Tại phiên tòa này các bản án được xác định dành cho các bị cáo như sau Bị cáo vì văn toán Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lả bị tuyên án tử hình Còn Phạm Văn Dũng 10 năm tù, Cầm Văn Trương 9 năm tù, bùi Kim Thu 3 năm tù vì tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra các bị cáo trên cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân khoảng 200 triệu đồng. Các bạn có đếm được là bao nhiêu tên đã bị tử hình không ạ? Vâng, tổng cộng đã có 6 trên 9 tên đã bị tử hình trong vụ án này. Nhưng các bạn biết điều gì còn kinh khủng hơn sau đó không? Đó là những tên tội phạm này sau đó lại dám gửi đơn kháng cáo đề nghị được giảm án sau những hành động dơ bẩn mà chúng đã làm. Và đương nhiên là sẽ không có chuyện giảm án rồi cho đến tháng 6 năm 2020 thì phiên tòa phúc thẩm mở tại Hà Nội đã tuyên y án tử hình với 6 tên tội phạm. Và đó là toàn cảnh vụ án nữ sinh giao gà năm 2019 gây rúng động dư luận. Đúng đêm giao thừa bắn bom chủ nợ. Đúng đêm giao thừa khi cả nước bước vào thời điểm giao thoa giữa năm mới bất ngờ bị chủ nợ đưa người đến áp đảo đòi nợ. Nguyễn Nam Trượng đã gây ra thảm án khiến ba người thương vong. Vụ án trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân Hải Dương đầu năm 2023. Thảm án đúng đêm giao thừa. Đáng lẽ ngày Tết phải là ngày đoàn viên, thế nhưng đối với gia đình Nguyễn Nam Trượng và hai nạn nhân xấu số lại là ngày khép lại cuộc đời của tuổi trung niên đầy giang dở. Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Trượng có vay của chị Lê Thị Ngọc Loan số tiền 1,1 tỷ đồng với lãi suất 2.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Tuy nhiên trượng đã trả hết tiền gốc và một phần tiền lãi Trượng xác định có lý lịch như sau Tên thật Nguyễn Nam Trượng, sinh năm 1972, quê quán thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Đến 11 tháng 12 năm 2020, Trượng viết giấy còn nợ lại chị Loan số tiền 520 triệu đồng. Đây là số tiền lãi và số tiền này không tính lãi. Và chị Loan nhiều lần đòi nhưng Trượng chưa có tiền trả xin khất nợ. Tuy nhiên chủ nợ không đồng ý và yêu cầu Trượng phải trả trước Tết Nguyên đán 2023. Khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức đêm giao thừa Tết Quý Mão, anh Lê Ngọc Đức chồng chị Loan và anh Phạm Thanh Sơn đến nhà Trượng để đòi nợ. Tại đây, anh Đức yêu cầu Trượng phải trả tiền ngay, nhưng Trượng xin được khất nợ và không được anh Đức đồng ý. Sau đó, anh Đức gọi điện cho chị Loan và mở loa ngoài để vợ nói chuyện với Trượng. Qua điện thoại, chị Loan buông lời chửi Trượng, đề nghị ngày hôm nay phải trả tiền, nhưng Trượng xin khất đến ra riêng vì đang Tết. Nghe Trượng nói vậy chủ nợ tắt điện thoại Và Trượng gọi lại thì chị Loan không nghe máy Lúc này Trượng nghĩ chị Loan sẽ đi cùng một số người khác đến nhà đòi nợ Và có thể mang theo hung khí để đòi nợ mình Cho nên đối tượng đi ra khu vực sau nhà Lấy một con dao bầu dài khoảng 20cm cho vào trong áo khoác đang mặc Sau đó đi lên tầng 2 giấu dưới đầu giường Khoảng 23 giờ cùng ngày, chị Loan cùng Vũ Thủy Linh sinh năm 2001 và anh Đinh Xuân Tùng sinh năm 1993 đến nhà trượng. Khi có mặt tại nhà người vay tiền, chị Loan tiếp tục yêu cầu trượng phải trả nợ. Nhưng đối tượng nói không có tiền trả và xin được khất nợ để ra riêng. Thế vậy, chị Loan vẫn không đồng ý và yêu cầu trượng phải trả tiền trước giao thừa. Trượng bảo chị Loan muốn lấy đồ đạc gì trong nhà thì lấy, nhưng chủ nợ không đồng ý. Trượng nói em dồn anh đến đường cùng rồi đấy, để anh lấy giấy viết nợ cho em Em muốn viết bao nhiêu thì anh viết bấy nhiêu Nói xong trượng đi lên tầng 2 Lấy khẩu súng bắn đạn ghém Và hai viên đạn cất giấu dưới gầm giường Trong phòng ngủ Đồng thời cầm theo con dao bầu rồi đi xuống Thấy trượng cầm súng đi xuống Nhóm chị Loan đứng dậy Còn chị Linh lúc này đứng ở bên ngoài hiền Khi trượng đi xuống hết bậc cầu thang Thì hướng nòng súng về phía chị Loan và bóp cỏ Nạn nhân bị thương nhẹ Lúc này anh Đức Anh Sơn lao về phía đối tượng trên Trượng vứt súng xuống nền nhà Tay phải cầm dao bầu đoạt mạng anh Sơn khiến nạn nhân bỏ chạy ra ngoài sân rồi gục ngã tử vong. Thế vậy anh Đức lao về phía trượng vật lộn rằng co, dao của đối tượng thì bị trượng gây thương tích. Sau đó đối tượng đi vào nhà. Vào đến nhà chị Loan đang ngồi trên ghế trượng gây án đến cùng khiến chị Loan tử vong. Thấy vợ bị bắn anh Đức xông tới nhưng bị trượng gây thương tích nên bỏ chạy ra ngoài cổng thì ngã ra đường. Lúc này đối tượng không đuổi đánh nữa mà vào ngồi trong nhà tại phòng khách. Sau khi chị Loan, anh Đức và Trượng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, đến khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2023, chị Loan tử vong. Nạn nhân được xác định tên thật là Lê Thị Ngọc Loan, sinh năm 1984, quê quán phố Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương. Nạn nhân tử vong thứ hai có lý lịch như sau. Tên thật Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1984, quê quán Canh Nông 2, cùng phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Án tử hình và lời xin lỗi muộn màng. Ngày 22 tháng 10 năm 2023, Nguyễn Nam Trượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Phiên tòa xét xử lưu động được tổ chức tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Gia Khánh thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự theo dõi, trong đó có nhiều nhân vật giang hồ được coi là có máu mặt cũng xuất hiện. Tại cáo trạng, chị Loan, anh Đức và Trượng được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu Đến khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2023, chị Loan tử vong do mất máu cấp. Anh Đức bị vết thương phần mềm, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 10%. Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Nam Trượng. Bị cáo khai do uất ức trước sự thúc ép đòi nợ đúng đêm giao thừa nên đã không kiểm soát được hành vi của mình. Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo trượng đề nghị hội đồng xét xử xem xét cân nhắc tới việc mâu thuẫn bị dồn nén dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo. Về việc vay nợ, bị cáo cũng đã có trách nhiệm trả nợ chứ không phải chây ý hoặc không trả nợ. Theo luật sư, bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, khai nhận và gửi thư về cho gia đình để lo khắc phục hậu quả bồi thường cho các nạn nhân. Gia đình nạn nhân Sơn cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo trượng. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phức phạt tù có thời hạn đối với bị cáo trượng. Đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ hung hãn, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình và người thân của bị hại, làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội đồng xét xử thấy rằng cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội và có tác dụng giáo dục gian đe phòng ngừa chung. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định nên cần loại bỏ ra khỏi xã hội. Nói lời cuối cùng bị cáo Trượng xin lỗi gia đình các nạn nhân và gửi lời xin lỗi tới người thân gia đình bị cáo. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Trượng chịu mức án tử hình theo điểm A, N khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại, tổng số tiền hơn 239 triệu đồng. Ngoài ra Nguyễn Nam Trượng buộc phải bồi thường cho gia đình chị Loan về chi phí mai táng và cấp dưỡng cho hai con nhỏ của chị Loan đến năm 18 tuổi. Sau vụ án kinh hoàng đúng đêm giao thừa này, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận Kẻ gây án là sai hoàn toàn, nhưng người cho vay cũng dồn ép người ta quá mức đến cùng đường. Thế tội ông này, chủ nợ quá đáng. Đi đồng uy hiếp, hung hãn, dồn ép người ta vào đường cùng. Cuối cùng lại mất mạng, mà tiền thì vẫn chưa đòi được. Dại, quá sức dại. Nằm hết tết đến, vợ chồng chủ nợ cùng người thân đi đòi nợ gặp con nợ gan hùm, mật gấu, dùng súng lấy mạng hai người tử vong, một bị thương, đau lòng xót dạ gia đình chủ nợ. Cũng có ý kiến khác nói, ở đời có nợ phải trả là nhẽ đương nhiên mình không nên binh hung thủ chỉ thấy tiếc cho bên chủ nợ lẽ ra không nên dồn con nợ vào bước đường cùng như vậy việc đòi nợ phải thể hiện cương nhu tùy lúc từng lúc đã rất nhiều vụ án mạng xảy ra khi đi đòi nợ dồn con nợ vào đường cùng chúng ta nên sống và làm việc theo pháp luật nếu anh không trả có thể kiện ra tòa có cư dân mạng khác phân tích và đưa ra bài học rút ra bài học là không nên dồn con nợ đến bước đường cùng ông này cũng đã thực hiện đúng như lời hứa có vay có trả cụ thể đã trả được gốc và một phần lãi rồi Tính ra ông cũng không phải quỵt nợ mà chắc gặp khó khăn nên xin khất và cũng có ý kiến viết giấy nợ cho chủ nợ an tâm mà hung hăng quá. Kéo cả đám tới nhà ngày 30 Tết dồn ép người ta tới đường cùng luôn. 30 Tết rồi chạy tiền đâu cho ra mà trả. Từng nước vỡ bờ kẻ mất mạng người đi tù, nợ không biết còn lấy được nữa không. Ông này là gây án trong lúc bị dồn ép và kích động chứ không có ý định sát hại người từ lúc trước để xu nợ này. Có vay có trả, đến nhà đòi nợ đêm giao thừa thì cũng rất đáng gờm ở việt nam có rất nhiều dạng sẵn sàng vay không trả và sẵn sàng cho vay lãi suất cao ngất trời rồi đem đầu gấu đi đòi nợ khiếp sợ cả hai cuối cùng chỉ có thể nói rằng đồng quy vô tận nợ này lãi này phải trả cái giá quá đắt người ta mượn mà cũng biết điều trả gốc và một phần lãi rồi người ta cũng không có chạy họ có đồ đạc có thể bán để bù giờ thì ép vào thế cùng chửi bới hăng máu quá con người đến một giới hạn sẽ làm liều và cái kết sẽ như trong vụ án này pkt chỉ mong những người đọc người nghe được lấy đó làm tấm gương sống cho đúng đạo làm người đừng vì chữ tiền mà gieo vào cuộc sống tham sân si để rồi tiền không còn ý nghĩa khi tất cả đổ vỡ